Bạn muốn nâng cao kỹ năng đeo băng đơn thì không thể bỏ qua clip này. Với một số bạn chơi Liên Quân đã lâu nhưng không lên trình, tướng chỉ cần kỹ năng thấp ấy thì làm chủ rồi, nhưng lười luyện tập tướng khó hơn hoặc là luyện nhiều nhưng hiệu quả thấp, thành ra cứ đánh đi đánh lại mấy con tướng tủ hợp meta không nói, chứ tủ mà phụ thuộc team nè lại ao meta thôi rồi toàn ngay. Vậy nên TNG sẽ gợi ý cho anh em các vị tướng kỹ năng tầm trung giúp anh em dễ dàng làm chủ, vẫn có thể đeo đánh cao thủ chiến tướng dễ dàng, áp dụng đánh đơn hết được chấm luôn. Ad kiếm cho em quả Arlec có skin của Floor Bá Vương đi. Arlec Zin chưa chơi trận nào nhá. Floor âm nhạc thêm luôn Natalia nghiệp hỏa yêu hậu, Zuka mánh hổ, mua nick giá rẻ lên ngay tngshop.vn. Thứ nhất, Zuka, cái tên đã quá quen thuộc và là tướng thủ của rất nhiều anh em bét đường top. Mặc dù bộ ý thức của Zuka đều là chiêu thức định hướng, nhưng nó lại cực kỳ dễ sử dụng. Đã vậy, ngay cả khi bạn không tung chiêu trúng kẻ địch, lượng sát thương đòn đánh tay cực lớn, ăn mạng dễ dàng. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu nè, hồi phục là cực ảo. Nếu bạn vận dụng tốt chiêu 2 và nội tại một cách hợp lý, có một cái mẹo khi đi đường có lính, chúng ta cứ tự tin lên gó kẻ địch, đó chính là tận dụng lớp giáp ảo chiêu 2 để chống sát thương của kẻ địch. Và nếu kẻ địch bỏ chạy mà Zuka vẫn còn nội tại chưa kích hoạt thì đập vào lính thì vẫn sẽ được hồi máu, như thế sẽ là một cái lợi thế khi đi đường và lời máu nhá. Thậm chí anh em có thể cầm Zuka lên semi tank khi cảm thấy bản thân quá non so với kẻ địch. Ưu tiên của Zuka vẫn là tích cực đào ganh nên cần phải núp bụi thật là nhiều để bắt chủ được kẻ địch dễ dàng hơn. Quan trọng là chiêu cuối kết hợp tốc biến sẽ tạo nên sự bất ngờ cho kẻ địch. Và đừng quên tối ưu sát thương một cách là đánh thường sau khi tung chiêu để tối ưu sát thương và hiệu ứng khống chế nhá. Vậy thì ngoài Zuka chúng ta lựa chọn vị tướng gì? Thì Quy là chiếc tướng khá tương tự, khi mà sát thương chủ yếu là đến từ đòn đánh tay sau khi bạn ra chiêu, chỉ là yêu cầu sự chuẩn xác ở Quy khi combo là cao hơn nhá. Đặc biệt là chiêu cuối đập kẻ địch vào tường để mắc binh. Nhưng nên nhớ Quy sẽ cực mạnh khi đi đường đối đầu với các vị tướng hay lao vào, khi đó sẽ cực kỳ dễ chơi hơn nhiều so với việc là các bạn phải tìm kiếm và bắt kẻ địch. Thêm vào đó là một Omen với nhiệm vụ quan trọng nhất là xích sao chuẩn xác và sau đó cố gắng bật chiêu 2 cho tranh nhiều nhất có thể nhá. Tùy hoàn cảnh và tướng địch để chúng ta sử dụng chiêu cuối xích kẻ địch sao chuẩn và dễ dàng nhất nhá. Và đó như vị tướng gợi ý của TNG ở vị trí solo đường. Thứ hai, Tulen, vị tướng mà chúng ta đôi khi chơi game chỉ cần bấm một nút chiêu cuối là đủ rồi. Mở ngoặc, Tulen phải cực xanh nhá. Nhưng Tulen hoàn toàn có thể làm nhiều hơn vậy. Rất phù hợp cho những anh em làm quen đường mid một thời gian với những vị tướng dễ chơi như là Chrissy, Kali và đang muốn bản thân sử dụng những vị tướng kỹ năng hơn, không chỉ ở trong việc di chuyển mà còn cho cách biết lựa chọn đứng ở trên bản đồ và xử lý khi bạn bị áp sát. Thêm vào đó là việc quan sát minimap, tính toán sát thương để có thể liên tiếp tung ra lôi điểu, chưa kể phải có những pha bẻ lái lôi điểu khiến kẻ địch muốn tránh hay là tanh cho ấy không dễ dàng đâu. Hay là nếu bạn có xem trận 2 của đương kim vô địch vòng thăng hạng Team Frat với Thành phố Hồ Chí Minh khi cụ Xuân Bạch cầm Tulen, dù không phải là quá xanh nhưng độ khó chịu mà Xuân Bạch đem tới là cực lớn khi ở những pha đứng cấu rỉa máu, né chiêu, đứng map đầy khó chịu, trong khi vốn Tulen không phải là vị tướng cấu rỉa máu quá tốt, nhưng Xuân Bạch lại biến Tulen thành một con tướng chuyên cấu rỉa máu trước thềm giao tranh. Tulen ở mùa hiện tại các bạn nên lên semi phép với những món đồ phép tanh như là mặt nạ nè, băng nhấn Skadi để có thể càn lướt tồn tại cho tranh lâu hơn và đỡ bị kẻ địch sốc đam. Đặc biệt nên tích ít nhất là 3 điểm nội tại trước khi vào tranh, hoặc tốt nhất ấy có luôn nội tại lôi điện để tối ưu sức mạnh. Vậy thì bên cạnh Tulen chúng ta lựa chọn tướng gì? Zue là một vị tướng tuy có nhiều kỹ năng định hướng nhưng không phải là quá khó để dùng tốt, khi mà dù ông già Xuân Bách không cắt trúng giao điểm quá nhiều mà chỉ trúng một nửa ấy thì lượng sát thương gây ra là cực lớn. Tất nhiên như vậy ấy, ảo thuật hơi khó nhá. Thêm cho anh em một con bài là Iggy, một trong những vị tướng rất khó chịu trong hai khoản đó là kiểm soát thế trận, đặc biệt là ở đoạn đầu. Hoặc là Didac, một cái tên với độ khó trung bình. Ừ thì Didac 2-3-4 cầu ấy nghe rất ghê, nhưng ngay cả khi bạn không thể hack quá nhiều chiêu một, Didac vẫn cực kỳ hiệu quả với những lần dựng khiên chuẩn xác. Và Didac là vị tướng rất trì cho việc thủ trụ với những lần ném dọn lính cầu từ xa nhá. Và đó như vị tướng TNG gợi ý cho anh em ở vai trò đứng mít này. Thứ ba, Cavani. Với tất cả mọi vị tướng xạ thủ, việc đơn giản và buộc phải làm là bắn thường và giữ vị trí được. Cavani cũng không phải là ngoại lệ khi mà sát thương chủ đạo của cô nàng đó chỉ là những đòn bắn tay. Các chiêu thức ấy góp phần để cô nàng ao chiêu cũng như là sát thương sốc bất ngờ kẻ địch. Nên một giao tranh nha, Cavani chỉ cần giữ vị trí và bắn tay được như bọn John, Theonat, Sedica là quá đủ rồi. Và xen kèm với đó là pha đổi dạng để sục nhằm sốc đam và dứt điểm kẻ địch dễ dàng. Nếu Elsu muốn đè đường kẻ địch từ đầu thì cần có những pha biến kích chuẩn xác, còn Cavani đơn giản là dí thẳng đầu kẻ địch bắn khi bạn có tinh linh. Bởi khác với các vị tướng xạ thủ khác, tốc độ bắn tay của cô nàng là ổn định và thống nhất từ đầu tới cuối game, nên sẽ luôn có lợi thế khi bạn slow đam tay, đặc biệt là ở đoạn đầu game. Còn nếu phải thủ trụ ư,
xả chiêu cuối ra, vậy là chúng ta đã có thể giải quyết rồi, chứ không cần các bạn phải mạo hiểm lao lên. Caffeine ở mùa hiện tại, các bạn cần phải tận dụng ép đường để mà win sớm. Nếu mà có các vị tướng trợ thủ tốt như là Zip và Helen thì càng dễ dàng hơn. Một chút lưu ý cho anh em, nên dùng đại bác bắn một lần, sau đó sử dụng chiêu 2 lướt lên và bắn thêm lần 2 sẽ có thể xúc đam nhanh chóng. Chứ các bạn mà chuyển dạng đại bác xong là thụt từng cái ấy, chậm lắm, tướng địch chạy từ đời nào rồi. Bên cạnh Caffeine, các bạn thể lựa chọn Slim hay là Lavi. Tuy cũng là một xạ thủ dựa rất là nhiều sát thương đòn đánh tay, nhưng lại khác với Caffeine khi mà hai vị tướng này có rất là nhiều chiêu thức định hướng quan trọng và có thể chiếm lợi thế giao tranh rất tốt. Tất nhiên không thể bỏ qua vị tướng cấu để tốt như là kiểu Joker, gần như vô địch ở đường sông luôn. Thứ tư, Wonder. Vị trí đi rừng là nơi những vị tướng kỹ năng cao rất được ưa thích, đặc biệt là mấy con tướng biến ảo và gánh team dễ dàng. Nhưng cũng có những vị tướng đi rừng theo trường phái là đơn giản, độ khó không phải là quá cao nhưng hiệu quả cực lớn. Và Wonder là tên tiêu biểu. Wonder thì bộ kỹ năng khó lại dễ. Nếu quét roi chúng nha, tất cả trở nên dễ dàng, còn hụt chiêu ư sẽ cực kỳ khó khăn. Cô nàng tuy là chất tướng lép, việc di chuyển farm, giao tranh sao cho khéo ở đoạn đầu game là một chuyện các bạn cần phải khéo léo. Khi mà đã lết ấy, thì chuyện di chuyển hay là giao tranh các bạn càng phải cân thận. Vì không phải lết là Wonder vô địch, cân 4 cân 5 là điều không thể nhá. Nhưng nếu đu được vào chủ lực cái địch ư, hai sọc thôi các bạn ạ, là Wonder thể đưa cái địch lên bảng điểm số ngay. Mở ngoặc, Wonder lên đam nhá. Vì 2 hay là 3 sọc thì quá nhiều đam rồi. Anh em chú ý, cầm Wonder nên đánh nội tại làm chậm cái địch trước khi bạn móc chiêu 2 sẽ dễ dàng trúng hơn. Hoặc đơn giản, đợi cái địch dùng xong chiêu thức cơ động. Hay là gặp các vị tướng sốc đam ấy, nên sử dụng chiêu cuối hợp lý để có thể ao nhây cái địch. Đừng có mà kiểu là móc trúng chiêu 2 là dùng ngay chiêu cuối nhá, có phải tùy thế trận và tùy tình huống cơ. Các bạn phải tiết kiệm kỹ năng. Vậy thì ngoài Wonder, chúng ta chọn gì? Ok, VDS hậu chỉnh sửa, dù quẹt xích chậm hơn thì các bạn thường hay cầm đi xô đường và trợ thủ với tốc hành đúng không? Nhưng không sao, chỉ cần các bạn kỹ năng tốt, các bạn vẫn có thể cầm VDS đi rừng. Ngộ Khỉ là vị tướng quá quen, thậm chí còn quen hơn cả Zuka cơ. Nhưng vì ở đoạn đầu hơi vô hại so với Wonder và cần nhiều thời gian farm hơn, nên việc chọn góc farm, di chuyển là không hề đơn giản. Nhưng lết nha, Ngộ Khỉ lại có phần dễ chơi, dễ combo hơn Wonder nhiều. Đặc biệt là trong hai khoản đi lẻ và tới sau tranh để vét. Và đó như vị tướng TNG gợi ý cho anh em ở vai trò đi rừng. Thứ năm, Thane. Những Malok, Chauna, Helen là những trợ thủ thuộc dạng đơn giản và chỉ thích hợp làm một trong hai việc tấn công hoặc là phòng thủ. Thì Thane là trợ thủ nâng cao hơn khi mà bộ kỹ năng của Thane nhá cho phép Manta có thể linh hoạt trong cả tấn công và phòng thủ. Bởi Thane có hai kỹ năng gây ứng khống chế và có độ delay thấp. Với việc sử dụng một cái nội tại châu bò, Thane hoàn toàn tự tin đi đầu và check map khi cần. Hay đơn giản là không sợ bay màu trước chủ lực kẻ địch trong giao tranh như là kiểu Malok đâu. Thane phòng thủ ấy thì đơn giản, cứ me me ở cạnh chủ lực và tạo hiệu ứng khống chế khi chủ lực bị áp sát. Còn Thane chơi tấn công, nó thực sự ở một cấp độ mới. Lúc này nhá, những góc nấp này, nắm bắt vị trí đồng đội cũng như là tạo bất ngờ với những pha chiêu 2 tốc biến và đùn cái địch về. Đôi khi ấy, còn phải kết hợp cả đồ giải để tránh bị ngắt hiệu ứng chiêu cơ. Chung quy lại, Thane là vị tướng trợ thủ có khống chế, chống chịu có, sát thương tạm, nhưng lại cần ra chiêu hợp lý để tránh bóp đồng đội. Anh em cần phải dùng chiêu 2 kết hợp tốc biến lên và đẩy cái địch về bằng chiêu 1, mở ra tranh sẽ cực kỳ bất ngờ và hiệu quả. Ngoài Thane ra ấy, thì Alice phun phép là một dạng vừa dễ mà khó. Dễ ở cái điểm là cách gây đam của Alice chỉ cần ném chiêu cuối, sau đó là trồng chiêu 1 là xong. Đặc biệt Alice khi giao tranh nhá, luôn đứng cạnh, thậm chí là núp sau chủ lực. Còn khó ấy, là ở giai đoạn đầu ấy, di chuyển lấy tầm nhìn cho team ấy, nó cực khó luôn. Đặc biệt là giữ vị trí ở giai đoạn cuối game, thời điểm cô nàng còn quan trọng hơn cả mũi tướng xạ thủ và pháp sư, bởi lượng đam Alice có thể gây ra quá lớn. Và Zip lái tên theo TNG để chơi tốt là không khó, nhưng để mắc binh ấy không hề dễ dàng. Tướng nhịp sử dụng chiêu 2 sao cho hợp lý và đúng thời điểm để tránh trường hợp là spam linh tinh, cái địch lao vào ấy lại không có chiêu thức để bảo kê đồng đội. Cho tới việc là spam tạo giáp và khi nào là nên nuốt thẳng và lao tới mở ganh. Đặc biệt là những góc lăn để tạo nhiều lần hất tung liên tục. Đó là các vị tướng tiêu biểu và các vị trí mà TNG gợi ý cho anh em ở kỹ năng tầm trung phiên bản hiện tại. Anh em hãy comment thêm các vị tướng các bạn thích lao đanh ở phiên bản hiện tại nhé để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Nếu anh em thấy video hay, đừng quên tặng TNG một like nhé. Và nếu bạn lần đầu coi video của TNG, đừng quên tặng TNG một đăng ký kênh nhé. Dạo này cổ họng TNG vẫn còn đau, nên giọng khác một chút, anh em thông cảm nhé.